Tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 7 Mỹ cho công ty ở Việt Nam vào danh sách đen vì hỗ trợ quân đội Nga Lần đầu Mỹ đưa bộ chỉ huy quân đoàn năm sang đóng hẳn ở Ba Lan Thủ tướng Đức, Nga là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo vẫn có thể chặn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO Nhiều người Mỹ trưởng thành cảm thấy đất nước đang đi chạy hướng Australia đối mặt với dịch cúm nghiêm trọng Lở đất nghiêm trọng vùi lấp hơn 60 người tại Ấn Độ Ngày 1 tháng 7 đến gần, nhiều lá cờ 5 sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông bị bôi bẩn và tháo bỏ Bộ Công an tiết độ chi tiết vụ quan chức ngoại giao vụ lợi trong chống dịch Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 1 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa một công ty ở Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga, nước đang bị Mỹ và phương Tây áp các lệnh trừng phạt do xâm chiếm Ukraine. Theo thông cáo của Cục Công nghiệp và An ninh hôm 28 tháng 6, công ty ở Việt Nam nằm trong số 36 công ty tại 9 quốc gia bị đưa vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ. Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh Alan Estevez nói trong thông cáo, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế của quân đội Nga và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào ông Putin còn cố chấp. Công ty ở Việt Nam nằm trong danh sách được công bố trên trang công báo liên bang có tên Kingpine Technology International Computer Limited với địa chỉ ở phường Linh Xuân thuộc quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và Trung Quốc. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết họ đã liên lạc tới công ty này nhưng không được hồi đáp. Hiện trang web của công ty này ở Việt Nam cũng không truy cập được không có thông tin về pháp nhân hay hoạt động của công ty này ở quốc gia Đông Nam Á. Bộ Thương mại Mỹ cho biết Kingpine Technology nằm trong số 6 công ty trước đây đã cung cấp các mặt hàng cho các pháp nhân đáng quan tâm của Nga trước ngày 24 tháng 2, thời điểm Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ của Ukraine, và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga và các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục xâm chiếm Ukraine. Công ty này cùng với các công ty khác của Trung Quốc, Litva, Nga, anh và Uzbekistan vì Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là đang hỗ trợ cho quân đội hoặc căn cứ công nghiệp quân sự của Nga. VA cho biết, họ đã đặt câu hỏi về việc có hay không công ty của Việt Nam hỗ trợ cho quân đội Nga tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam qua email. Tuy nhiên, người phát ngôn chưa trả lời cũng như hồi đáp về yêu cầu bình luận về động thái của Bộ Thương mại Mỹ. Lần đầu Mỹ đưa Bộ Chỉ huy Quân đoàn Nam sang đóng hẳn ở Ba Lan Thưa quý vị, một trong những tuyên bố quan trọng của Tổng thống Joe Biden hôm 29 tháng 6 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid là việc tăng cường diện diện của quân đội Mỹ ở Đông Âu. Thông báo cùng ngày cho biết, quân đội Hoa Kỳ xác nhận kế hoạch đã lên từ mấy năm qua, rằng Bộ Chỉ huy Quân đoàn Bộ binh số 5 thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ sẽ chuyển hạn sang Ba Lan cùng một doanh trại đóng vĩnh viễn ở quốc gia Đông Âu này. Mới hồi tháng 5 năm 2020, Hoa Kỳ chỉ nói các đơn vị Mỹ sẽ sang Ba Lan ở con số hàng trăm binh sĩ trên cơ sở luân chuyển. Nhưng kể từ sau khi nổ ra cuộc chiến của Nga tại Ukraine, tình hình an ninh châu Âu biến đổi nhanh và Mỹ quyết định cho quân đoàn đồn trú thường trực tại Ba Lan. Hãng tin BBC cho hay hiện có bộ chỉ huy trung tâm tại Fort Knox, bang Kentucky và các đơn vị tiền phương ở Frankfurt, Wiesbaden của Đức. Quân đoàn 5 Vickers đã là đơn vị quân đội Mỹ thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các sĩ quan, quân nhân của các đồng minh NATO châu Âu và cũng đã đưa hàng trăm binh sĩ sang tăng cường cho quân lực Hoa Kỳ ở châu Âu trong mấy năm qua. Ra trận tại châu Âu lần đầu trong Thế chiến 1, quân đoàn 5 chiến đấu ở Pháp và được tặng anh dũng bộ tinh. Trong chiến tranh lạnh, đây là đơn vị chủ chốt của Hoa Kỳ tại Tây Âu. Khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Tổng thống Harry Truman đã tăng cường cho quân đoàn 5, 4 sư đoàn thiện chiến để bảo vệ Tây Âu, đề phòng bị Liên Xô tấn công. Các sư đoàn thiết giáp, phòng không được bổ sung thêm trong thập niên 1970 nhất là sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Việt Nam năm 1973. Trong cuộc đối đầu Đông Tây, quân đoàn 5 là lực lượng chủ chốt của Hoa Kỳ để chống lại các binh đoàn thiện chiến nhất của Liên Xô đóng tại Tây Đức và tiếp khắc nếu xảy ra chiến tranh. Sau năm 1989, quân đoàn 5 tham gia các sứ vụ ở vùng Ban Căng và hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ và NATO ở Trung Đông. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngay lập tức hoan ngành quyết định đưa một lực lượng quân đội Mỹ đồn trú vĩnh viễn ở nước ông coi đây là quyết định mang tính lịch sử. Lãnh đạo đảng cầm quyền pháp luật và công lý PIS, Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski, nhân vật có quyền lực thực lớn nhất ở Ba Lan, còn gợi ý để Hoa Kỳ đem vũ khí hạt nhân tới đóng ở nước này để phòng ngừa Nga. Thưa quý vị, ở một diễn biến khác hôm thứ Năm ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin đang nỗ lực mở rộng khả năng quân sự nhanh nhất có thể trước mối đe dọa của Nga đối với trật tự quốc tế thông qua các chính sách hiếu chiến của mình, Nga một lần nữa là mối đe dọa đối với châu Âu và Liên minh, ông Cho nói, đề cập đến các hành động thù địch của nước này trong chiến tranh lạnh. Theo hãng tin DW, ông Scholz đưa ra tuyên bố này khi phát biểu kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày của các nhà lãnh đạo NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Đối với Đức, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sự đóng góp của mình trên đất liền, trên biển và trên không. Thủ tướng Scholz nói trong một cuộc họp báo Ông cho biết Đức sẽ duy trì vĩnh viễn một lực lượng biệt kích ở biển Baltic, một sư đoàn xe tăng với 15.000 binh sĩ, 60 máy bay và 20 đơn vị hải quân. Ông cũng cho biết Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ miễn là cần thiết để tự vệ trước Nga. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian đó có thể là bao lâu. Thủ tướng Đức cũng nói Berlin sẽ khởi động quá trình phê chuẩn để Thụy Điển và Phần Lan nhanh chóng gia nhập NATO. Cùng ngày khi phát biểu tại Diễn đàn Pháp luật Quốc tế St. Petersburg, SPB RLF lần thứ 10. Tổng thống Nga Putin cho biết, hệ thống quốc tế đa cực đã và đang tích cực phát triển và quá trình này không thể đảo ngược. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Putin nói rằng, việc một hay một số quốc gia thống trị toàn cầu không chỉ phản tác dụng, mà còn gây nguy hiểm và rủi ro toàn cầu, mang tính hệ thống. Ông cũng nói, lập trường của Nga và nhiều nước khác là trật tự thế giới cần được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau tuân thủ các nguyên tắc của luật quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, bất chấp thực tế việc Nga xóa bỏ các cam kết đưa quân xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, ở một diễn biến liên quan, khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc vào thứ Năm, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan vẫn có thể bị chặn nếu các nước này không hoàn thành các thỏa thuận đã ký với Ankara để dẫn độ những cá nhân bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là những kẻ khủng bố Ông Erdogan cho biết Thụy Điển đã hứa dẫn độ 73 người bị cáo buộc có liên hệ với đảng công nhân Kurdistan PKK và giáo sĩ Fethullah Gülen đang định cửa Mỹ, người mà ông Erdogan nói rằng đứng sau âm mưu đảo chính vào năm 2016. Ông Erdogan cho biết, nếu các quốc gia Bắc Âu không thực hiện thỏa thuận, thì Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phê chuẩn việc ủng hộ hai nước này gia nhập NATO. Thưa quý vị, hãng truyền thông Nga vào ngày 30 tháng 6 đã thông qua một đạo luật trao quyền cho công tố viên trưởng đóng cửa hãng truyền thông của các quốc gia áp lệnh cấm hoặc hạn chế các tổ chức truyền thông của Nga. Động thái trên được đưa ra sau khi một số chính phủ phương Tây cấm truyền thông Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Luật mới tạo ra một cơ sở pháp lý cho Moscow đáp trả hãng truyền thông của bất cứ quốc gia nào hạn chế hoạt động của nhà báo Nga. Cụ thể, hãng truyền thông đó sẽ không được công nhận và bị cấm hoạt động tại Nga hoặc bị cấm phát thông tin trong lãnh thổ của Nga. Biện pháp này sẽ chỉ được dỡ bỏ khi quốc gia liên quan cho phép truyền thông Nga làm việc không bị hạn chế. Công tố viên trưởng cũng sẽ có quyền chặn các trang mạng được cho là liên tiếp truyền bá thông tin không đúng sự thật và lệnh chặn sẽ được các nhà cung cấp mạng Internet thực thi ngay lập tức. Luật trên sẽ cần được Thượng viện Nga thông qua trước khi Tổng thống Putin phê chuẩn. Thưa quý vị, theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Mỹ Biden đang phải đối mặt với những con số khó khăn khi gần 85% người Mỹ trưởng thành tham gia cuộc khảo sát, cảm thấy rằng đất nước đang đi chạch hướng. Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công Associated Press AP, NORC thực hiện. 92% thành viên Đảng Cộng Hòa cảm thấy rằng đất nước đang đi sai hướng, trong khi 78% thành viên Đảng Dân Chủ cũng cảm thấy như vậy. Do làm phát và giá xăng tăng cao kỷ lục làm dung chuyển nền kinh tế đất nước, những người Mỹ trưởng thành nói chung có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong cuộc khảo sát, 81% người trưởng thành nhận xét nền kinh tế Mỹ là tệ hại. Phân chia theo đảng phái thì 67% thành viên Đảng Dân chủ có quan điểm này, trong khi 90% thành viên Đảng Cộng hòa cũng có cái nhìn tương tự. Các con số này đã tăng lên đáng kể so với kết quả của cuộc khảo sát vào năm ngoái, khi đó chỉ có 37% thành viên Đảng Dân chủ và 68% thành viên Đảng Cộng hòa cảm thấy tiêu cực về nền kinh tế Mỹ. Trong cuộc khảo sát mới, 60% người Mỹ trưởng thành nói chung cho biết họ không tán thành việc làm của Tổng thống Biden, trong khi chỉ có 39% cho biết họ tán thành. Trong số những người độc lập không đảng phái, 73% cho biết họ không tán thành hiệu quả làm việc của Tổng thống Biden. Theo IPNORC, cuộc thăm dò ý kiến trên toàn nước Mỹ được thực hiện từ ngày 23 đến 27 tháng 6 bằng cách sử dụng bảng tính toán dựa trên xác suất của NORC tại Đại học Chicago. Các cuộc phỏng vấn trực tuyến và qua điện thoại sử dụng điện thoại cố định và điện thoại di động đã được thực hiện bởi 1.053 người Mỹ trưởng thành. Australia đối mặt với dịch cúm nghiêm trọng Thưa quý vị, theo báo cáo theo dõi cúm Australia, tính đến ngày 19 tháng 6, nước này đã ghi nhận 147.155 ca mắc cúm và 54 ca tử vong liên quan đến cúm. Gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị, trong đó 6,1% phải chăm sóc đặc biệt từ giữa tháng 4 năm 2022, số ca mắc cúm hàng tuần tại Australia đã vượt mức trung bình trong 5 năm. Bộ Y tế nước này nhận định, trẻ em là nhóm nguy cơ dễ mắc cúm nhất. Cụ thể, kể từ đầu năm đến nay, trẻ em trong các nhóm dưới 5 tuổi, từ 5 đến 9 tuổi và nhóm từ 10 đến 19 tuổi có tỷ lệ mắc cúm cao nhất. Trước tình hình trên, nhà chức trách Australia đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân cũng như hệ thống bệnh viện trước làn sóng tấn công kép của bệnh cúm và Covid trong mùa đông. Tính riêng ngày 30 tháng 6, Australia ghi nhận trên 30.000 ca nhiễm Covid mới và trên 50 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong một tuyên bố vào ngày 29 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cảnh báo nước này đang đối mặt với các thách thức trong mùa đông tới, với hàng chục nghìn ca nhiễm Covid mới mỗi ngày và hàng nghìn người vẫn phải điều trị trong viện. Chưa kể mỗi tuần có tới hàng trăm người tử vong. Ông khẳng định, đây là mối đe dọa dịch bệnh nghiêm trọng đầu tiên trong nhiều năm. Thưa quý vị, ít nhất 7 người được xác nhận thiệt mạng và 55 người khác chưa rõ tung tích sau một trận lở đất nghiêm trọng ở bang Maripur, miền đông Bắc Ấn Độ. Cụ thể, giới chức địa phương cho biết lở đất xảy ra tại một công trình xây dựng đường dây tàu hỏa vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 6. Dù mưa lớn nhưng lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm và đưa được 19 người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người còn sống ngày càng mong manh. Đại diện cảnh sát huyện Noni, bang Manipur, Haulian Lagute cho biết, tổng cộng có 81 người làm việc tại hiện trường khi lở đất xảy ra. Cơ hội sống sót của 55 người còn lại ngày càng mong manh sau nhiều giờ bị vùi lấp. Quân đội Ấn Độ thông báo một số trực thăng quân sự đã được điều động, túc trực tại hiện trường sạt lở đất để hỗ trợ các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, Điều kiện thời tiết xấu và nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất gây cản trở đáng kể. Trong tháng 6 này, nhiều bang tại vùng Đông Bắc Ấn Độ và quốc gia láng giềng Bangladesh đã hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng thấy, khiến hơn 150 người thiệt mạng. Ngoài ra, hàng triệu người cũng phải bỏ nhà đi sơ tán vì lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trong những tuần gần đây. Nhiều nhà cửa các vùng chúng bị ngập trong nước. Thưa quý vị, mùng 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm Hồng Kông bàn giao chủ quyền về Trung Quốc. Hàng năm cứ gần đến ngày này, cờ năm sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cờ Hồng Kông cùng được treo ở nhiều nơi để chào mừng. Tuy nhiên, cờ năm sao thường bị bôi bẩn hoặc bị gỡ bỏ. Hành vi được cho là do thể chế này không được người dân Hồng Kông tôn trọng. The Vision Times, vào ngày 26 tháng 6, cảnh sát Hồng Kông lần lượt nhận được tin báo vào sáng sớm rằng các lá cờ năm sao đã bị bôi bẩn hoặc tháo dỡ tại các tòa nhà Lam Shek, Lam Thạch và Cam Shek, Kim Thạch thuộc làng Ping Shek Bình Thạch và tòa nhà Siêu Phu Thường Phú, Siêu Sinh Thường Thịnh, Trương Hinh Thường Hưng thuộc làng Thượng Ngọt Thọc Khốc. Ước tính có khoảng 20 lá cờ được đề cập đến, trong số đó 12 lá cờ 5 sao bị bôi bẩn trong tòa nhà Lam Shek Lam Thạch. Một lá cờ 5 sao bị nghi ngờ đã bị dỡ bỏ và một lá cờ 5 sao bị nghi ngờ đã bị dỡ khỏi tòa nhà Cam Shek Kim Thạch. Tại làng Thượng Ngọt Thao Khốc, Ba lá cờ năm sao và 8 lá cờ Hồng Kông trong tòa nhà Siêng Phu, Thường Phú bị nghi ngờ đã được dỡ bỏ. Một lá cờ năm sao ở tòa nhà Siêng Sinh, Thường Thịnh bị bôi đen. Một lá cờ năm sao khác đã bị đánh bật trong tòa nhà Trương Hinh, Thường Hưng. Cảnh sát Hồng Kông hiện đang phân loại vụ việc là xúc phạm quốc kỳ và trộm cắp nhưng vẫn chưa có ai bị bắt giữ. Vào tối ngày 6 tháng 6, phóng viên của Epoch Times đã đến tòa nhà Lam Sách Lam Thạch, Lam Ping Sách Bình Thạch để quan sát và phát hiện có người đang thu cờ trên giếng trời của mỗi tầng. Được biết, Ủy ban tương trợ chịu trách nhiệm treo cờ lo lắng rằng những lá cờ có thể bị phá hỏng một lần nữa, vì vậy họ đã cử người đến thu cờ tới tận 11 giờ đêm hôm đó. Ông Trung Kiếm Hoa, cựu phó giáo sư tại Khoa Khoa học Xã hội Ứng dụng thuộc Đại học Bách Khoa Hồng Kông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng chỉ khi chính phủ và thể chế xã hội được người dân tôn trọng một cách chân thành, thì cờ và bài hát của họ mới được mọi người tôn trọng. Nhưng bây giờ không như vậy. Thông qua luật pháp, họ luôn nói rằng bạn xúc phạm quốc kỳ. Điều này không chỉ không thể hiệu triệu được người dân mà còn tạo ra sự phản cảm lớn hơn. Ông nói rằng trong vài năm qua, Hồng Kông cũng như vậy. Vừa treo cờ năm sao hay hát quốc ca thì ngay lập tức sẽ bị la ó. Ông cảm thấy rằng dấu cắm cả biển cờ cũng không thể khiến người dân Hồng Kông tôn trọng lá cờ năm sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như chính phủ và đất nước mà nó tượng trưng tất cả những thứ đó đều bị áp đặt lên người dân hồng kông mà thôi hiện tại cờ đang được treo khắp nơi ở hồng kông điều mà ông trung kiếm hoa cho là khá thô tục và phản cảm khắp nơi đều treo cờ gây trở ngại cho người khác và ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ có người không thích bạn có hỏi ý kiến của họ hay chưa nên tự nhiên sẽ có người phản ứng vậy nên chắc chắn sẽ có người phá hoại hoặc gỡ bỏ chúng ông hoàng vĩ quốc cựu trợ lý giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại đại học baptist Hồng Kông, nói với Epoch Times rằng những lá cờ này được treo ở nơi công cộng thì nên được sự đồng ý của người dân, không nên treo chúng bừa bãi dưới danh nghĩa là lòng yêu nước hoặc ngày 1 tháng 7 nhằm phá hoại hoặc quấy rối môi trường sống của người khác. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tại cuộc họp báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Tổ bộ Ngoại giao, Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 7 bị can về tội nhận hối lộ, 3 bị can tội đưa hối lộ. Cụ thể, 7 bị can bị bắt về tội nhận hối lộ gồm có ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Ông Lê Tuấn Anh, Tránh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân. Ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế. Ba bị can bị bắt về tội đưa hối lộ là các chủ doanh nghiệp gồm có bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình bà Nguyễn Thị Tường Vi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn G Việt Nam 19. Đại diện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nói bước đầu đã chứng minh được các bị can trong vụ án này đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Công an, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.